nha, con lãng xong rồi cắt những thứ này, xong rồi mới lấy hai cái đầu tự do nè cong như vậy với nhau. Vậy thì cái đỉnh đó có cái tên là đỉnh phổi, cái chỗ một cái còn lớn nhất ở phía dưới và cong lại nhau đó là cái gì? Đại phổi. Cái phần mà có lá nó lợt lên đó là cái phần sườn, phần sườn. Còn cái phần mà chúng ta cắt xuống thành phần dưới đó chính là cái mặt trong của phổi. Khi hai mặt trong nó đối vào nhau như thế này sẽ tạo nên cái trung thấp nha. Thì đây là cái hình ở ngoài của cái phổi của mình. Cái đỉnh phổi nó sẽ cao hơn cái xương đỏ nha, khoảng 3 cm. Cho nên trong những trường hợp gãy xương đỏ là gãy chấn thương nặng quá, có khả năng cái mảnh gãy xương đỏ nó sao nằm cổng vô phổi nha, nằm cổng vô phổi. Ở đây là gì đây, vị trí này là gì đây hả? Vị trí này là bóng tim nha, vị trí này là cái bóng của tim nằm đây. Phổi bên phải, phổi bên bên trái nha. Rồi cái phần đáy phổi nha, đáy phổi nhìn từ phía sau các bạn sẽ thấy cái phổi, đáy phổi nó không phải là một cái mặt phẳng bằng như thế này mà nó hơi ra giống như nha, nó hơi cong ở phía trước cao hơn, ở phía sau cao thấp hơn nha. Thì ở phía trước có thể là nó chỉ đến khoảng tương sườn 6 nha, tương sườn 6 thôi. Thì ở phía sau có thể đến tương sườn số mấy, 11 nha, cái bờ sau của cái đáy phổi. Vì sao? Vì cơ hoành có phải là cái cơ ngang vậy không? Không, tại chúng ta thấy rồi đó đúng không? Cơ hoành là một cái vò đúng không? Ở phía trước cao và phía sau sao thấp, nên khi ta hít tối đa vào, hít thiệt là sâu vào, thì khi đó cái phổi nó sẽ sao nở ra hết mức, nó nở ra hết mức thì cái đáy phổi nó sẽ ôm sát với cái cơ hoành đúng không? Thì cái đáy phổi sẽ có cái hình giống như cơ hoành, chứ không phải cái đáy phổi nó ngang đè như cái cơ hoành vậy, bằng đúng không? Hai đó là nó sát với nhau. Đó. Đây cái mặt trong của phổi. Nha. Ở phổi phải và phổi trái có sự khác biệt nhau. Ở phổi trái chỉ có hai phì thôi, thì trên và thì dưới thôi. Còn ở phổi phải thì sẽ có ba phì trên, giữa và dưới. Nha. Trong cái hình phần ở mặt trong của phổi chúng ta thấy có cái rốn phổi. Trong cái rốn phổi có cái gì? Trong cái rốn phổi có thứ nhất là phải có đường dẫn khí, đúng không? Không có đường dẫn khí thì sao chúng ta trao đổi khí được, phải không? Được gọi là phế quản chính ha, phế quản chính. Cái thứ hai là gì nữa? Phải có là gì? Động mạch phổi. Động mạch phổi để làm gì? Để đưa máu nuôi cho phổi, phải không? Động mạch phổi để đưa máu nuôi cho phổi, phải không? Không. Trời ơi, tôi nói gì cũng không ai cảm ứng gì cơ hả? Động mạch phổi không có đưa máu nuôi cho phổi mà để làm gì? Đưa cơ phổi để trao đổi oxy nha. Ai mà nói là động mạch phổi đưa máu nuôi cho phổi là thằng bậy nha. Đây, động mạch phổi. Rồi ngoài ra còn có gì nữa? Hai cái gì đây? Tĩnh mạch phổi. Tĩnh mạch phổi để làm gì? Dẫn máu. Để dẫn máu trở về tim. Về tim. Máu gì? Đỏ tươi. Máu giàu oxy. Nha, máu giàu oxy, máu đỏ tươi đó. Nha. Rồi ngoài ra còn có cái thằng tuyết nữa, kệ nó đi. Đó. Thì chúng ta biết trong thằng tình của cái rối phổi có đó. Bắt buộc có động mạch, tĩnh mạch phổi, đường dẫn khí, cái bọn trên. Đây là phổi, phổi bên trái. Những cái này nè, các bạn thấy trong sách sẽ mô tả, cho cái tim ấn lên đây nha, tạo nên cái ấn hơn nhiều sâu vô từ hồi hố tim vân vân. Những cái ấn của cái động mạch chủ của vân vân, các bạn xem trong sách. Bên phổi trái chúng ta thấy chỉ có hai phì thôi, thì trên và thì dưới thôi nha. Và thành phần trong phổi trái cũng, trong cái đống phổi trái cũng giống như vậy,
vẫn có gì? Phế quản chính, động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Nha, các bạn để ý không? Tĩnh mạch phổi chúng ta có hai tĩnh mạch phổi. Tĩnh mạch phổi sẽ dẫn máu từ phổi về tim, đổ vào đâu? Đổ vào đâu? À? Đổ vào đâu? À, tĩnh mạch phổi dẫn máu về tim đổ vào đâu? Đổ vào đâu? Đổ vào đâu? Đổ vào đâu? Đổ vào đâu em? Tâm nhĩ trái. Ừ. Đổ vào tâm nhĩ trái. Tức là chúng ta khi các bạn học cái bài thi như thế không bị vậy. Tim bên trái như tim bên phải. À, học tôi đến bài thi thôi, không bị trái. Không phải có hai tim, mà là tầng của buồng tim bên trái là gồm có tâm nhĩ trái và tâm thất trái. Buồng tim bên phải có tâm nhĩ phải và tâm thất phải. Thì buồng tim bên phải là nó nhận máu đen, tức là máu già nghèo oxy. Tâm nhĩ phải nhận máu từ tĩnh mạch trụ trên, trụ dưới, vân vân, cái nữa đổ vào đó, đưa xuống với tâm thất phải, thì mới bơm máu lên động mạch phổi. Động mạch phổi tại động phổi trao đổi khí tại phổi xong rồi mới về bằng đường tĩnh mạch phổi đổ vào tâm nhĩ bên trái, tâm nhĩ trái đưa máu xuống tâm thất trái, bơm lên động mạch chủ, nuôi cơ thể. Đó, nghe tới cái bài tìm được không? Thế thì, đây trong cái đó có hai tĩnh mạch phổi nha. Bây giờ cái mỗi một cái phì á, nó phổi nó chia làm những phân phì. Phân phì rồi cao phân phì nó chia nhỏ hơn hạ phân phì, nhỏ nữa nha. Thì cái đường dẫn khí chúng ta đây là khí quản, phế quản chính nha, phải trái nha. Thì cái phế quản chính này nó cũng chia ra theo sự phân phì. Cái phế quản chính của thì trên là thì giữa thì dưới vân vân, thì nó chia ngắn tới đây chia cho đến khi nào chia khoảng 18 cho đến 23 lần chia như thế thì nó sẽ đến một cái phế đến phế nang ra đến phế nang. Thì cái phế nang đó là của bên đường dẫn khí, rồi là máu sao động mạch phổi nó cũng đi theo cái đường dẫn khí đó, giống như hai ông đó là song hành với nhau, tôi với ông là anh cặp nhau đi theo theo cho lớn tới tận cái nang luôn, thì bắt đầu cái màng hoa của cái động mạch đó nó áp sát như thế này, lúc đó thầy đó nó còn trao đổi khí, oxy qua đây, CO2 qua đây lại, thì cái máu đen đi vô nó đỡ ra cái máu đỏ, ra là máu đỏ thì máu đỏ nó sẽ được tập trung lại thành những cái tĩnh mạch và cuối cùng đổ về hai cái tĩnh mạch phổi. Tĩnh mạch phổi và động mạch phổi không đi song hành với nhau, mà động mạch phổi chỉ đi song hành với đường dẫn khí. Đường dẫn khí chia chỗ nào động mạch chia theo chỗ đó. Nè, ta hiểu không? Còn tĩnh mạch sẽ về một cái đường riêng, nè, không có liên quan đến hai đường kia. À, thì trên cái đường riêng của nó, đây, nè, động mạch phổi nè, đường dẫn khí nè, bạn thấy không? Phế nang, máu, nghèo oxy, nè, máu nghèo oxy, máu xanh nè, nè, thấy màu xanh xanh nè. Trao đổi khí xong đấy trở thành máu giàu oxy trở về bằng đường tĩnh mạch nhỏ đổ về tĩnh mạch to đổ nữa đổ cuối cùng đổ về hai cái tĩnh mạch phổi. Như vậy thì cái tâm nhĩ bên trái nó sẽ nhận bốn cái tĩnh mạch phổi đúng không, mỗi nó có hai cái tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ trái thì tâm nhĩ trái sẽ nhận bốn cái tĩnh mạch phổi nha. Đó, đây là sự trao đổi khí ở tại phổi ở thế này nha. Bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là cái ổ mạng phổi bên phải bên trái nha. Thì chúng ta có cái khái niệm là màng phổi. Màng phổi thì có hai màng, màng phổi tạng và màng phổi thận. Cái màng phổi tạng tức là cái màng phổi mà nó ôm sát lên cái này. Khi chúng ta
cái ngực ra, chúng ta mở cái lồng ngực ra, chúng ta thấy được cái phổi chúng ta cho cái tay vào nằm vào phổi nha, dùng một phổi thì cái tay chúng ta tiếp xúc với lại cái màng phổi tạng, bạn hiểu không? Đây là cái màng phổi tạng nó lót lên trước này, còn cái màng này nè chúng ta thấy nè nó lót vào trong của thành ngực nè, đây là cái màng phổi phổi thận, màng phổi thận nên nó lót vào trong. Thì nếu khi chúng ta hít thở ra vào thì cái màng phổi tạng này nó sẽ di động theo co vào nở ra theo cái phổi, còn cái màng phổi thận này nó có không, có co vào nở ra không, có co vào nở ra không, nó chỉ di động theo cái di động của cái thành ngực thôi chứ nó không co vào nở ra, các bạn hiểu không? Cho nên nếu đây là trường hợp mà chúng ta giả sử đây trường hợp ta hít vào hít vào chưa hết sức thì giữa màng phổi tạng với màng phổi thành ở đáy nó còn thở ra đoạn thế này, nếu người ta hít vào hết sức luôn thì cái này sẽ sao, sát xuống đây đúng không, khi chúng ta thở ra thì cái đáy này thu lên, cái thành này nó cũng sao thu lại để lại giữa này nó có một khoảng trống, hiểu không? Bây giờ thở lại cái trái bàn da này nè, thì chúng ta nói cái ruột của trái bàn da chính là cái màng phổi tạng, cái vỏ của trái bàn da chính là cái màng phổi gì, phổi thận, nó dính nhau tại đâu, chúng ta dùng cái vội bơm gì nữa đúng không, phải không, cái ruột chỉ là cái vỏ nó dính nhau chỗ cái vòi bơm, chỗ đó người ta dán cái keo lại nó dính lại để thành cái thể lúc cái vòi bơm vào nó bơm cái ruột căng lên, thì màng phổi tạng và màng phổi thành dính nhau tại đâu, tại cái rốn phổi, cái rốn phổi chỉ các bạn đó dính nhau tại đó ha, đó thì khi chúng ta bơm căng cái trái bên da lên thì chúng ta sẽ thấy là cái ruột của trong da nó sẽ nằm ốp sát với lại cái vỏ trong da đúng không, mà đó là trường hợp chúng ta làm sao, chúng ta sức và có sức rồi bây giờ chúng ta xả ra, chúng ta thở ra vậy thì cái ruột trái bên da nó sẽ to lại đúng không, như vậy thì giữa cái thành với cái tạng nó sẽ có một cái khoảng trống, một cái khoảng trống đúng không, khoảng trống đó mà khi cái vỏ cái bên da mà chúng ta khâu vô tính thì là tính nó giống như thế này nè, và cái độ cái lớn vỏ nó không có vấn đề gì hết thì trong đó bạn phải có một cái khoảng không khí mà không không có gì cho nó hết, là nó gần như vậy, nó gần như vậy nhưng nó có một tích dịch, nó có một tích dịch để làm gì, để bôi trơn hai lớp màng phổi nó khỏi sát, nó bôi trơn nha, có một tích dịch khoảng 30 ml dịch, khoảng 20-30 ml dịch, nó bôi trơn ít lắm, một lượng ít nhỏ thôi nha, đó là nó bôi trơn hai màng phổi rồi nha, bạn hiểu được chưa, tức là khi ta thở ra cái phổi nó co lại thì giữa cái này nè cái này có khoảng trống giống như vậy nè, bên này cũng vậy có khoảng trống, chúng ta gọi cái đó là gì, khoang màng phổi, cái khoang đó là một cái khoang ảo, tức là có cái khoang nhưng không có cái gì nó này, nếu như có không khí từ bên ngoài lọt vào trong cái khoang đó thì ta gọi là gì, tràn khí màng phổi, nếu có dịch trong cái khoang đó thì ta gọi là gì, tràn dịch màng phổi, dịch đó có thể là gì, dịch tiết ra từ phổi, có thể là gì, là máu cho vỡ phổi xì ra đó đúng không, đó thử cái khoang này nữa, cái khoang nào vậy nha, giống như các bạn nghĩ đi, khi các bạn làm cho cái trái da nó đứng lên trên đấy thì đúng là khi các bạn xả bớt chúng ta lúc đó chúng ta thấy nó có một cái khoảng trống đúng không, giữa cái ruột cái bên da với cái vỏ bên da, nhưng mà trong đó nó không có gì nha, tay nó đứng lên trên mà, bây giờ các bạn đâm đưa vào cái bụng cái bên da thì khi các bạn bơm hơi vào có phải là nó xì ra đó không, đúng không, nó xì cái hơi vào trong cái này đúng không, xì không khí vào đây, khi nó xì không khí vào đây thì cái phổi này nó còn nở ra được sát đây không, được không, còn chắc chắn là không, tại vì có một lớp không khí nó đều giữa hai cái lớp màng này thì hai cái lớp màng tóc biết nè, khi đó chúng ta chụp khi cái van phổi lên chúng ta sẽ thấy là cái màng phổi thành bên đây, cái màng phổi tạng có một cái lớp mỏng dài, đó là tràn khí màng phổi nè,
bây giờ cái đó không phải là dịch, không phải là phí, bây giờ là dịch hạn. À, dịch do cái gì? Có thể là do bệnh lao tiết dịch ra các hạn, do ung thư phổi, do ung thư màng phổi vân vân, hoặc là do một cái chấn thương làm dập phổi nha. Chấn thương làm dập phổi thì cái phổi nó vỡ ra, cái phổi nó vỡ ra thì nó chảy máu như đây, chảy máu nó nằm ở như thế này, vì thì cái đáy phổi nó không sát xuống đây được không, cũng không nha. Nhưng mà nếu một cái chấn thương mà dập phổi mà cấp tính máu chảy nhiều nha, thì cái người đó sẽ có cái cảm giác khó thở nha. Khó thở là vì sao? Bây giờ chúng ta đang thở thì hít vào 2-3 lít hàng vậy, bây giờ hít vào còn có 1.5 lít đúng không, do cái dịch ở đây nó chấn chắc lại đây, đâu có cho này thở được đâu, vậy thì cái không khí của họ giảm đi đột ngột và nó cảm thấy khó thở. Nhưng ở cái người bệnh lý mãn tính của bệnh như lao và bạn cũng tương làng mỗi lúc thôi, cái dịch nó tiết ra từ từ, cái dịch do cái màng phổi này nó tiết ra từ ngày 5-10 đến lúc ngày 5-10 từ từ nó đến lúc người bệnh cảm thấy khó thở, chúng ta chụp cái phim lên, chúng ta thấy cái phim phổi nó gần như nó chặn, tức là cái dịch mình rất là nhiều, nhưng cả lít rưỡi mà cái người bệnh mới lúc đầu cảm thấy khó thở là vì sao? Vì mãn tính từ từ nha, hiểu không? Đó. Giống như các bạn ở nhà của anh nuôi con heo con đi, đó mà ngày nào cũng ôm đi tắm hết, thì có khi nó lên đến 50 ký mình vẫn nó lên đi tắm nổi. Mà con heo bỏ ra 50 ký đâu nó nổi, đâu một lần nó nổi. Tại vì mình quen, cái trọng lượng nó tăng từ từ lên, tại vì cái phổi đi như vậy. Và khi chúng ta chụp cái phim phổi, các bạn sẽ thấy rằng đó là có một cái khái niệm, thì đây là cái vòm, cái thằng này là cái màng phổi thành. Nha. Nếu như các bạn thấy mà có thêm một cái màng mỏng nó chạy dọc lên xuống đây, nha, sau sau cái màng phổi thành, chắc chắn nó là tràn khí. Thì nó tách ra giữa màng phổi tạng và màng phổi thận, nó tách ra cái khí nó vô đây nó có đen giống vậy không, cũng đen đúng không, thông khí mà đây là cái phổi chúng ta hít vào thông khí trên cái viên thịt này nó đen nha. Còn nếu mà thấy nó trắng như thế này là gì biết không, là dịch. Thế nên khi các bạn chụp một cái phim X-quang phổi, chúng ta có một cái hiện và gọi là ngắt sườn hoành, đây là cái ngắt sườn hoành, đây là cái ngắt sườn hoành, cái ngắt sườn hoành nó nhỏ xuống như thế này, đây là cái cơ hoành nè, cái cơ hoành nó ôm xuống cái phần sườn nè, đúng không? À, cái này nè, cái màng phổi, cái phổi đó nó chỉ xuống tới đây, đó, màng phổi tạng nó xuống tới đây. Nếu mà chúng ta chụp, ta không thấy cái góc này nữa mà nó góc nó thành tù, nên mà cắn cái dưới này đó, thì đó chính là tràn dịch màng phổi, thậm chí lên tới nửa phổi cắn lên, đó. À, thì cái này gọi là nách sườn hoành. Khi bạn cầm cái tim phổi lên và tôi biết là có tràn dịch màng phổi hay không, phải dò vào thế nhìn vào cái nhát sườn hoành ở đây hai bên nha, thấy không, bên đây nó cao hơn bên đây nó thấp hơn, thấy rõ không, còn đây là gì, đây bóng tim nha, bóng tim nha. Sao hiểu được cái màng phổi thành màng phổi tạng chưa, khi nào là tràn dịch, khi nào là tràn khí chưa? Các bạn hiểu được hai cái đó các bạn mới có thể là phân biệt như thế nào là bình thường, như thế nào là không bình thường, hiểu được không? Đó. Kế tiếp là có cái phần trung thất, thì trong cái phần trung thất này tôi nhắc các bạn thôi, bạn về là trung thất đó thì có cái phần của cái tĩnh mạch đơn nha. Thầy nói rất rõ, mạch đơn, mạch bán đơn phụ nha, nhận máu từ cái phần thân mình nha, từ những tĩnh mạch, động mạch sườn đó, hai khúc xương sườn đó. Rồi riêng cái này đây chính là cái chuỗi mạch giao cảm lực nha, chuỗi mạch giao cảm lực này sẽ ứng dụng với bạn một cái điều mà sau này các bạn có thể đi gặp được trên lâm sàng, đó là điều trị cái bệnh lý đổ mồ hôi tai nha. Có những cái bạn đổ mồ hôi tai mà cầm tay vào đây gì uống nước thấy chưa, có thấy ai bị vậy chưa? À, đó thế thì người ta sẽ phẫu thuật nội soi nha, phẫu thuật nội soi và cắt cái hạch giao cảm lực đi một hoặc hai vị trí thì cái đổ mồ hôi tai nó sẽ không đổ mồ hôi tai.
nhưng mà nói trước nó có thể bù trừ, tức là ở một bàn tay hết nó bù trừ một bàn chân không ăn được. Nhưng một khoảng thời gian thôi, có khoảng từ vài tháng, có khi nghiêng một năm thì từ từ nó sẽ cân bằng trở lại. Nếu bạn biết bạn mà đổ một bàn tay đó, thật sự bạn đổ một bàn tay bạn không làm ngồi biết bài, bạn ngồi biết cái tay biết gì nha, thậm chí là phải cầm thêm cái khăn nữa. Không, thì đây là cái mà các bạn chưa biết, trong cách không có nói với các bạn đó, là cái người ta có thể cắt cái hạt giao cảm này điều trị bệnh lý đổ một bàn tay. Còn lại những cái thành phần đi trong này như là bệnh mạch cơ rồi ống lực rồi vân vân, thì các thành phần này đã được thầy ghi trong sách hết rồi, các bạn về đọc sách phần đó nha, không cần phải nhắc tên các bạn đó. Rồi được chưa? À, tuần sau tôi cũng sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn hai buổi thứ hai nữa. Các bạn tuần sau bạn nhớ đi học 7:30.